Chào bà con. Rốt cuộc ngày hôm nay thợ sửa mái ngói bắt đầu họ tới để sửa đây bà con. Giờ họ chưa sửa, coi như họ cho mình cái giá đó. Họ coi nó như thế nào, bắt đầu cho mình cái giá như thế nào. Rồi thì cái mái ngói giống như trước mình nói đó, cái thời gian bền của nó còn chừng 50-60 năm thôi. Mà cái nhà này nó cũng 60-70 năm rồi. Thì nó bị cái mái ngói nó bắt đầu nó bị mục mục cái phần cái đầu nối với nhau đó, đầu nối với nhau thành ra bây giờ nó cái nước khi mà mưa lớn á, nước nó sẽ có chảy ngược lại ở trong đó. Thì bây giờ mình phải kêu thợ người ta tới người ta coi rồi như thế nào, rồi bảo hiểm đó, nó cũng coi rồi. Cái mái ngói nó chỉ bị một vài viên nào đó thôi, vài viên nào đó bị mục. Như là trước mình nói bà con đó, cái gạch thì nó rất là bền, nhưng mà cái mái ngói mình không hiểu tại sao nó bị mốc, nó bị mốc ở trên đó, rồi nó làm cho cái màu mốc nó bắt đầu tấn công cái gạch, làm cho cái gạch nó bị mục đi. Rồi bây giờ thợ người ta tới người ta coi rồi bắt đầu cho mình cái giá, rồi mình sẽ gọi cho bảo hiểm để nó cho cái giá cả khi mà sửa chữa hết bao nhiêu. Rồi cái mái ngói này nó làm coi như không có đẹp bà con ha, nó hình chữ V, nó không được đẹp. Cái này cái kiểu này nó cũng xây mấy chục năm rồi, coi mấy chục năm rồi, thành ra bây giờ nó không hợp thời với bây giờ nữa. Cái phòng của nó cũng rất là nhỏ, rồi cái lan can cái phần kiến đó bà con, là phần kiến này, cái này là cái hồi đó cái người ta đi cái hai vợ chồng này người Anh người coi người chỉ có hai vợ chồng thôi, không có con cái gì hết, nhưng mà người ta rất là yêu thích hoa. Rồi ông người Anh này rất là khéo tay, tại ông ấy làm rất là nhiều thứ ở trồng hoa, rồi ông ngồi trên bậc cái sân cái lan can ở phía sau này, bắt đầu ông ngắm hoa rồi. Chứ không có làm lần trước, nếu mà làm lần trước mình có thể ngắm biển được thì dễ, thì đẹp tuyệt vời quá. Nhưng mà mỗi người mỗi ý thích bà con ha. Còn là bây giờ coi người thợ bắt đầu lên họ coi, bắt đầu họ cho mình cái giá cả như thế nào. Thì chỗ nào mà bị nhiễu đó người ta sẽ thay ngói ở phần đó, chứ không bắt buộc phải thay hết nguyên cả cái dàn mái ngói này. Nếu mình thay hết dàn mái ngói này thì người ta phải sẽ đặt cái hàng rào an toàn, cái hàng rào an toàn để cho hàng rào an toàn để cho khi mà ta làm thì nó an toàn cho người ta, thì nó tốn khoảng một cũng ngót nghét gần 100 ngàn. Còn nếu mà thay ngói mấy viên nào đại khái thì mất chẳng khoảng chừng mấy ngàn thôi. Thì hy vọng là mình sẽ thay sớm để bắt đầu cho người ta thuê. Thì còn cái người mà thuê vừa rồi đó, họ nói là cái nó bị nhiễu thì người ta không thích ở, bắt đầu người ta dọn đi, thì cũng không sao. Coi thì cái người vừa rồi họ thuê đó, con cái người ta tắm nó dùng nước nóng nhiều quá, thế là khi mà cái những người khác á, họ không có đủ nước nóng để mà tắm. Mà mình bị một cái thế kẹt là mình xài cái solar thì khi ảnh cái nắng như thế này ha, ảnh nắng như thế này thì nó tự động nó làm cho nước nóng nó nóng lên, rồi nó dự trữ trong cái bình đó là được 350 lít. Nhưng mà chẳng hiểu tụi nó tắm như thế nào mà nó tắm khủng khiếp, rồi nó nói bị nhiễu nước. Thì cái đó nó thực ra không phải nhiễu nước, nếu mà nước nó bị nhiễu đó thì cây ngày buổi sáng nó không có nước, nhưng mà khi mình phải tới đây mình ở đó bắt đầu mình sửa chữa đó, thì nếu mà trời mà nhiễu nước thì coi như buổi sáng không có nước ha, chỉ buổi tối ánh nắng mặt trời nó làm cho cái nước nó nóng lên đó, làm cho cái nước nó nóng lên rồi tắm. Rồi cái thứ hai cái của mình vào cái thế kẹt nữa là mình xài cái off peak là cái điện
Cái điện nó chỉ cho mình xài cái giờ mà giờ bình thường thôi, còn cái giờ mà các công ty xí nghiệp họ xài, cái công hãng xưởng họ xài á, thì nó sẽ off, nó không cho mình xài mở điện đó, cái thế kẹt. Nhưng mà mình không hiểu tại sao nó set up như thế nào đó, nó điều chỉnh như thế nào mà cái đồng hồ điện của off peak tiết kiệm đó, nó tiết kiệm đó, nó bị và về lại về buổi chiều bà con. Tức là khi mà ban ngày thì người ta tắm nhiều quá đó, tắm nhiều quá cái nước nó hết rồi, khi mà người ta mở điện lên đó, nó không có điện để người ta đốt cái thêm nước nóng. Chính vì vậy mà mình cũng kêu thợ điện tới bỏ cái phần tiết kiệm nó đi, bỏ phần off peak đi, tại mình đã xài solar rồi. Thì coi cũng là một cái kinh nghiệm, tại vì tụi Tây nhiều khi nó tắm nước nóng khủng khiếp, mà trong cái đó người Việt mình xài thì coi mình tắm vừa đủ thôi, chứ đúng cái đứng đó mà hát nghêu ngao rồi được. Tại mình cho cái nhà này tới có hai cái bồn đó, mỗi đứa nào mà nó xả cái bồn nó ngâm người trong đó thì làm cách nào mà đủ nước nóng được, tại vì cái bình nước nóng chỉ có 350 lít thôi, mà nó xả nguyên cái bồn nó như vậy nó coi như tới cũng 200 lít rồi, mà hai đứa xả như vậy thì coi như mấy người sau đó làm cách nào để mà có nước, rồi thêm cái phần off peak cái tiết kiệm nè, thì cái đó là cái sai lầm của mình. Thành ra coi như bây giờ mình sửa lại cái mái ngói, rồi mình kêu thợ điện họ bỏ cái phần mà tiết kiệm đó là điện đi, thì coi như dù sao cái nào cũng phải trải qua, bắt đầu mình mới có kinh nghiệm bà con ha. Ai mà thích cái video của mình cho mình một cái subscribe, một cái like để mình tiếp tục mình quay cho bà con ha. Cũng như cái phần vườn đằng sau này nè, cái vườn đằng sau này bây giờ mình cắt rồi bắt đầu mình dọn dẹp rồi cái người nào mà họ thuê đó, họ thuê mà họ không cắt cỏ thì có thể mình mướn người cắt cỏ, rồi mình có thể claim thuế được. Thì cái này nó đất nó quá rộng đi mà cái người nào cũng vậy hết á, Tây Tàu Việt Nam gì cũng ai cũng làm biếng hết, không có muốn mệt sức ăn. Tại cắt cỏ cái này nếu mà mình cắt thường xuyên á, cắt chừng 2 tuần một lần thì cỏ nó mới nhú lên, nó mình cắt thì rất là nhẹ, mà khi mà để cỏ nó cao quá rồi cái máy cắt á, như mấy ngày hôm nay mình cắt nè, thì mình kéo đẩy không có nổi, yếu rồi mình đẩy không có nổi. Hồi trước thì mình có cái máy mình ngồi mình lái á, mà giờ nó cũng ráo rồi, nó cũng cũ rồi, vì nó không thèm nổ nữa, thế nên mình phải dùng cái máy bằng tay để mình đẩy. Ok, đó cái khu vườn đằng sau chút xíu nè, thì cái này cũng rất là tương lai, có thể xây nhà thoải mái. Nhưng mà cái đó thì như hôm vừa rồi mình có nói bà con đó, bây giờ cái tuổi của mình nó xế chiều rồi, mình tạm thời để cho cứ để như vậy, rồi mai kia mấy đứa con của mình nó muốn có tiền, nó muốn xây ở cái khu này thì nó xây, thì là tùy nơi nó. Thì cái này cũng xây được mấy căn thì coi như cũng đủ cho mấy đứa để nó có thể nó xây, còn mình thì chuẩn bị lên đường thôi. Tại cái tuổi này coi như ông trời ông gọi đi bất cứ lúc nào thì mình đi lúc đó thôi. Thì như vậy ông trời ông ban cho vậy là cũng quá đầy đủ rồi, từ hai bàn tay trắng mà bây giờ đã tạo dựng thế này thì cũng cảm ơn Thiên Chúa rất là nhiều, Ngài ban cho mọi thứ. Mình chỉ cầu mong hồi trước mình qua, mình chỉ cầu mong cái đầu tiên chỉ mong cầu mong cái xe để mình chạy đi kiếm việc làm, rồi kiếm một cái mái nhà để ở. Nhưng mà bây giờ ông trời ban cho hơn cái khả năng mình mong muốn, cảm ơn Thiên Chúa rất là nhiều. Ok rồi, bà con nhớ nha, cho mình một cái like hay một cái subscribe để mình tiếp tục mình quay cho bà con ha. Rồi cảm ơn bà con nhiều. Rồi bye bye nha.